ba. Cái đầu này nè, từ điểm này qua điểm này nè, ha, là 1/2. Ở phía dưới từ điểm này qua điểm đây, 1/2 cộng 1/16, tức là cộng hai gạch của 32 á, cộng hai gạch này nè của phần 32 á, đây 1/2 đúng của nó nè, 1/2 cộng hai gạch tức là cộng 1/2 gạch của 32. Còn từ điểm này ra điểm này thì nó 5/16, từ điểm này ra điểm này 5/16, 5/16 tức là 2, 4, 6, 8, 10, 10 gạch của 32, 10 gạch của 32 ha. Còn nếu mà tính phân á, thì từ đây qua đây là chính xác á, là 8 ly ha, 8 ly ha. Còn cái này thì từ đây qua đây á, là 12 ly, từ đây xuống đây á, là 14 ly, 14 ly ha. Còn ở cái phần này thì chính xác là của nó là 3/8 non đi một gạch, hoặc là 3/8. Thì nếu mình tính ly á, thì nó gớt vô tầm chừng 12 ly ha, 12 ly ha. Còn ở cái khoảng cách ngoài này thì nó là 5/16, 5/16 thì 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 gạch của 32 gạch. Còn nếu mà tính ly thì nó gớt vô tầm chừng 8 ly. Thì từ đây qua đây nè là 8 ly nè. Từ đây xuống đây á thì nó phải là xem 1/4. Từ đây qua đây là 14 ly. Từ đây qua đây là 12 ly. Thì nó sẽ ra được một cái cự giấy kéo. Cái cự giấy kéo này thì hiện tại mình đang sử dụng inox là 6 gem, inox dày á, cái này đập cũng hơi chua đó. Cho dù như thế nào đó, tất cả nó phải đều ra hết, đều ra hết ha. Alo em nghe nè. À dạ đúng rồi ạ. À dạ. Dạ 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 em bên em là bán đại lý kèm bè cửa anh ạ. À. Dạ. Dạ em ở bên Dĩ An 1 ngay đường Đông Minh Karaoke, gần Karaoke Quảng Mỹ 7 anh ạ. Dạ. Em hiện tại em đang bán hàng độc quyền cho nên là bán giá xị, một bộ của nó 5 cây là 1.450.000 anh ạ. Còn nếu mà mua lẻ thì cũng có bán lẻ. Dạ dạ anh. À, cái kèm bè hồng âm dương đó là hiện tại em đang bán 700.000 ạ. À. Bán em mấy năm rồi. Dạ. Dạ 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 cái đó hồng 4 ly, 6 ly, 8 ly hay là 1 inch hay là 1 inch